Rồi, vô coi sư phụ bụi mặt chửi thôi. Ôi, đợi tôi xíu. Không có chửi hả? Không có chửi hả? Ủa sao hôm nay hiền quá vậy? Sao nay mũi của tôi hiền vậy? Tính ra bây giờ cả team ở chung chỗ không luôn á. Ở trên Gò Vấp cái khu gì á, cái khu gì quên đó, toàn chung chỗ đó thôi. Vẻ đẹp vậy. Graffiti à? Trên sân khấu có thêm cái graffiti này nữa à. Mới thấy luôn ha. Khu vực ăn uống. Đâu để cho coi cái quầy ăn uống có cái gì. Ngon thế nhờ. Ui dồi ôi, con em thủ kìa. Ôi trời ơi, con cái phần đồ ăn của tụi em thủ kìa anh em ơi. Bò một núm bò. Bò một nắm trứng nuôi. Ăn ngát chưa? Nuôi xào bò. Năm Mua xào bò trứng. Tính ra bà chị này bà trang điểm mà từ từ cái lúc là tôi còn làm huấn luyện viên cho bên SHQ, từ cái lúc GG tay đơm tới bây giờ bà chị này là bà hoàng phòng trang điểm, bà hoàng makeup. Người đi người ở nhưng mà bà vẫn ở gì giống kiểu than than không chết phận á, trời dẫn cơ không phải tự cho bánh luôn đó này. Đừng mà anh biết là em thích, anh biết em thích cái nào luôn. Không, bây giờ không thích ăn này mà hãy cho nó chụp hình chi, nó chụp hình đó nó gửi pizza vậy nè, đang giống cơm bánh đô nốt ngon mà không được rồi. Lấy cái đi chiên nửa cho anh mũi. Anh lên còn nửa cái này thì đó là chỗ thì chỗ luôn à. Được quá, anh ăn trước nửa cái còn nửa cái. Đỡ tay. Ủa vậy là giảm cân chưa? Thôi để lát đánh xong game 1 mà ăn xong. Vậy cảm ơn rồi. Đánh xong game 1 còn sức ăn luôn à. Gạo khe. Tính gạo béo đánh xong game 1 mới còn sức ăn luôn nữa. Ngon sao? Ngon mà. Ăn hết cả bản rồi chết sợ luôn. Hai bao qua. À, mấy người dẫn cơm không? Tất cả những cái trước mặt ta chỉ là hư ảo. Kệ là gì đó. Gì đó. Kệ là gì đó. Kệ là gì em. Ví dụ. Ăn dữ vậy rồi, ăn dữ vậy rồi. Để thức ăn em bơi chứ em. Kéo với mặt hồi cái thằng ơi. Làm gì mua cái Apple Watch là hợp lý á, nó đo nhịp tim rồi đó. Không có nó PT nữa, mua Apple Watch. Đâu bánh canh giò heo nha. Cái PT của anh á, mà em thấy nó còn ok hơn. Ồ gì, PT người ta một tháng thôi, anh chỉ cần biết bài tập thôi, chứ anh cần nó nửa năm chỉ. Ủa nó phải kèm mình chứ. Hôm nay sao ăn đi anh, anh có thấy người ta kiểu đầu tuần sao? Bài đúng rồi. Bớt quay người ta là thỏa mãn đi nha. Này là nó thúc trực mình luôn mà. Nhưng mà nó anh tập 2 tháng đầu mà anh biết bài tập rồi mà nó đi theo gì đó. Thì mình mốt nó có 50 buổi chứ mấy, 50 buổi là cỡ 5 tháng mấy. Từ đây đến 5 tháng mấy mà anh ốm được mười mấy ký là... Tính ra mụn giảm ghê vậy. Mụn giảm ghê vậy hả? Mười mấy ký hả? À tính hả? À, chỉ tính thôi hả? Ơi vậy là ra đây là có thêm một cái phòng riêng nữa, phòng chờ riêng, rồi phòng ở trên sân khấu để huấn luyện viên ngồi nghe là riêng nữa. Wow, ba chờ tại đúng không? Số hào huấn luyện viên à? Bây giờ hai anh em
Có bị siêu hào à? Cặp JC với lại Seju sao? Tại sao? Tại vì nó dễ sỉnh à? Tại em thấy nó không biết vậy là em có tính nhưng mà trường đó. Nếu mà nó JC với Seju thì mình có một công rồi mình đánh cũng được mà, đánh kỹ xíu. Em có tính đi top với con JC là kiểu như nó không biết vậy thì biết ra gác. Mà nếu mà nó vô công á thì anh nghĩ mình nên chơi con anh đi nha. Con anh đi đau tơ vô công mạnh lắm á. Ra là chết rồi. Nhưng con anh đi mình sẽ bích sâu thôi. Còn nói mà chơi vô công anh đi thì mình đánh gì, vai với gì. Vô công anh đi à, nếu mà đánh em nghĩ đánh Rai cũng ngon, Rai là đẩy cho đỏ. Không, Rai là thua anh đi là chắc là Rai là level 3 là nó tôi là chết á, chạy đâu nữa. Chứ có con mấy tà đi mà level 3 mà có cơ động đâu. Còn mình muốn chơi tạo hành đang chơi bé thì mình chơi mấy con bức to hay là mấy con cắn luôn. Cảm ơn anh Nhân nha. Nhưng bởi vì bạn dành quá nhiều thời gian để lấy một phần nào đó được giữa bóc ra một cái miếng chắc nhở. Tương và Slayer thì phải đâm xuống chỉ cái đầu đã có rồi. Ballet đang muốn sử dụng miếng chắc lâu quá ta. Chắc rẻ đi. SD sử dụng cung tên của mình có thể làm chậm nhưng không được. Ballet bắt đầu bị đánh vậy, nếu mà miếng chắc lâu vậy thì để cho bên kia người ta thì còn luôn cũng được mà. Cần phải lùi lại. Bên đội tuyển người ta thì còn, người ta đưa miếng chắc em cũng ok mà nhở. Họ kêu gọi đi một di chuyển xuống, họ phát hiện thấy Quyên, họ hốt tung bên Quyên lên, bắt đầu xét. Tại vì ngồi trong nghe mà anh em, ngồi trong nghe hết mà. Quyên hình như là hơi quá sâu rồi mà đã có dễ đi. Một pha ôm đến từ xe, SD đang trong thế mà chính phủ thú quyền và sông thú chữ. Và đó là khu thú quyền, đó là mày. Chắc là bên mày tổ chức giữ luôn hả? Và SBT Fox đang nghĩ đến cái chuyện endgame. Ballet vẫn rất gầu, Ballet sử dụng khu thú quyền sông trên sông thú chữ. Và tính mệnh vậy rồi, hốt tung mai đây. Hất tung ra ngoài. Chứ tại vì á bình thường mấy cái mic check á là ngồi trong cái phòng chờ đó là cũng nghe được luôn. Huấn luyện viên là nghe được cái nghe được mọi người nói gì luôn á, coi được cái thời gian thực rồi coi, nghe được mọi người nói gì luôn. Cho nên là nếu mà gọi là bên ban tổ chức delay quá thì cho bên cho phép bên mấy cái đội tuyển này ra mic check không mới đã. Và SBT Ember lao lên phải không nên chạy một pha móc đến từ nào thì lết và chiếc điểm được giặc đẩy vô vọng và chúc mừng thì xe ra clip có không? Xe ra clip có hả? Nó làm đó, đúng rồi, cái bạn đó em kêu em cơ đổi kịp em xuống anh cô bỏ em nhiều xuống nha chị cũng chiều rồi. Cửa lên chưa? Ghê đâu à? Laptop riêng luôn hả? Ghê hả? Tiên là mày phải đi thẳng nè, nó giết là mình giết nó trước mua công nó không xuống kịp. Cái pha này ba thì ừ. Nó quay xe đây em không biết anh nào hết. Không, cái pha đó em đi ra xong làm gì? Cảm giác rằng sẽ là cái đời. À hết rồi. Cấp độ tiếp theo. Mùa này hình như là TS là không để lộ bài nhiều hay sao á. Mà xuống hầm mất rất nhiều máu, ta sẽ thử đâm xuống một cú dây voi. Cú dây voi đã có những cái tụ súng máu mà người Sài rất đau vẻ đi đang chờ đợi cơ hội một phát bắn thương nữa và đúng đi bài phía bên này sau. Ai đây rồi, đây. Kèo lật kèo nè. Và điên chạy quay đây là tấn công. Anh ta bắt đầu tấn công người bên Green này rất khỏe được phát hồi máu rất kinh và bên Green thì đã có được bài cùng. Lần đầu tiên tôi mới thấy nha, chạm một cách Sardin kéo nhau đi đánh lộn. Giá trả rất cao và được phát có được bài cùng. Thì tôi đỉnh mẹ liền em ạ. Thật sự là bên Green bắt lay đè đi đánh lộn level 4. Định mệnh phải gọi hất tung Messi lên và lấy bắt giữ chân lại vẽ đi sử dụng thanh tẩy của các gì nói kèo nhập level 2 level 3 đi mình chém nhau đi quạt đâu. Nhưng mà phía bên kia thì hai mẹ nó vẫn lời hơn. Điên cây đang bị kẹt lại bên trong tập bắn của trụ và anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn giữ chân lại những tụ số nó bắn rất đau và bắn chết được như bảy team secret rồi. Một chiến lược thiên nhiên lên và Ember đây là mục tiêu được chọn. Ta đang cần đánh nhà một xíu điểm một con di chuyển tới điểm một đã có rồi. Cấp độ 16 ta lao lên giữ chân thì phát lại cho phép vẫn còn khá khỏe. Nó đây nè. Ra đó là kỹ năng Wilbur mất rất nhiều phía bên này sau video. Đây là điểm một. Số lượng bài là hero để giữ chân lại. Thầy coi lỡ cái này. Tức điên á, coi lại cái này tức điên. Artifact chưa chứng điểm được Slayer, Slayer vẫn đang tiếp tục nhảy và bắn. Đánh mà thẳng tới nơi luôn á, nhiều khi tối nằm mơ thấy luôn á. Slayer vẫn đang bắn. Tôi mà tôi chơi game trận này mà tôi mua kiểu này, tối nằm mơ tôi thấy. Ben Quinn nằm xuống, phía bên này là trước game game cũng như chàng vậy. Mấy xô làm ba, tối nằm mơ thấy luôn. Ben Quinn không có dịch chuyển cho nên Ben chỉ có thể phải tiếp tục ở lại đây và ta đang cố gắng câu kéo bằng cái hạt hồi phục mà thôi. Tối nằm mơ chửi, mấy xô luôn á. Hướng vào một pháp. Chuyên hồi liệu là đủ thời gian hay không đây, điểm một vẫn đang cầu kéo, ta đã không qua tư cái con đồng hồ để cứu vớt tinh thần. Quang sẽ xích ra giữ chân lại nhưng vẫn kịp rơi. Tức quá không bắt tay luôn mà nè, tức quá không bắt tay luôn mà. Đông ngang tuổi không cướp được. Anh không bắt tay. Là bốc hơi rồi. Và người tiếp tục lại đây bên Quinn đã được chọn, ta đã bị giữ chân lại khoảng thời gian khá lâu và Ember lướt tới chém thường mạng có. Trời ơi, tối ngủ nằm mơ thiệt nha. Em thủ là hay bị dữ lắm á. Chỉ trong vòng 4 giây về SVT Smoke tận dụng 4 giây quý giá đó của đồng ngày tuổi để trang vào và chức điểm ván thi đấu này. Thấy chăng này vẫn đang đợi lên cây lao vào rất khủng gỗ SD đang đứng bên. Ôi giờ mới để ý nha. Ôi giờ tôi mới để ý thằng Ember tự nhiên nhà nó đéo bê xong rồi nó chạy thẳng ra đây vậy.
rất đáng tiếc nha, chính là thứ mà SCA quan tâm thôi. Là sao? Ôi, giờ tôi mới để ý luôn nha. Coi lại để ý luôn mọi người à. 28-19 và xin chúc mừng SVTC Sport thắng 2-0 ở trong cặp trận đấu này. À, nó ra mang dài à. Ngôn từ bất lực à. Sao mùi không nói gì chân vậy? Đấy, lấy ngồi đây. Ờ, trước kia. Mày không muốn cố gắng solo view nó nữa. Hả? Tại sao mày đánh vậy? Rồi người ta nhìn vô người ta đánh giá ai? Rồi nói anh không biết gà rồi anh. Tụi bay chơi game vậy? Tụi bay chơi game vậy hả? Ngày tụi bay diễn hài hay là gì? Diễn siết hay gì? Mà tụi bay đánh game vậy hả? Mà phải mấy cái tao nói tụi chơi đâu. Hôm nay hết rồi đó. Đúng chưa? Tại sao ngày nào anh cũng phải nói với mày hoài? Lại là hiểu rồi. Mày kêu đó, góc nhìn của em là vậy đó. Rồi giờ sao? Vấn đề tại sao tao nhìn ra những cái đó mà tao chắc chắn là vô giải tụi bay sẽ bị luôn. Mà nói tụi bay không nghe. Nói 2 năm trời. Một có một cái lỗi đó, nói 2 năm trời. Không sửa là không được. Rồi giờ tụi bay muốn mùa này tụi bay xong rồi tụi bay out team khác hay là team nào lấy tụi bay? Đúng. Có cái team nào mà đánh mà hơn mười mấy cái tiền mà mua cho tụi bay không? Tự nhiên mình có cơ hội mình thắng lại được, mình một điều mình đánh game 3 mình lên tinh thần mình đánh. Đó kiểu, kiểu mọi người á, kiểu mà gọi là tụi game thủ á mọi người. Nó y chang vậy đó. Ngồi nói nó, mỗi lần nó làm sai ngồi nói nó xong cái nó bụt mặt xuống về. Nó kiểu như nó hối lỗi lắm mọi người à, nó hối lỗi lắm nha. Kiểu như là em biết rồi, lỗi của em này rồi, cái thứ làm sao em hứa sẽ cố gắng. Cái đầu má buồn vậy đó. Chứ qua làm sao y chang vậy mày. Rồi xong lại phải nói cái câu chuyện đó nữa mày. Rồi xong bắt đầu lại, tới lúc nói lúc bắt đầu lại đi. Giống như nó nghe lắm nha mọi người, nó nghe lắm nha. Ồ, giống như kiểu là ồ, xin lỗi mà được chưa này nọ rồi, đừng nói em nữa, em biết rồi, em biết rồi. Xong rồi quay đi quay lại lại giống vậy mọi người ạ. Khó chịu lắm nha. Rất chi là khó chịu luôn á. Bộ tụi bay không muốn chơi game nữa hả? Có cảm thấy tốn thời gian không? Đó cũng câu nói này luôn. Rồi công sức tụi bay tập luyện. Rồi công sức anh ngồi với tụi bay. Rồi tuổi trẻ tụi bay nữa. Rồi tụi bay làm vậy hả? Ừ. Rồi tụi bay nói chuyện với sao với John? Với những người ở đây. Hả? Đó. Rồi tụi bay có biết là tụi bay đánh như vậy đó, tụi bay bắn như vậy rồi team ở đây nghỉ một cái giải tán, bây giờ thành tích không tốt giải tán một cái, một mình tụi bay mất gì ổng sao, tụi bay kéo luôn nè, tụi bay kéo luôn ai, huấn luyện viên nè đó, rồi cô bếp nè, rồi này nọ các thứ, tụi bay làm vậy tụi bay coi được tình người ở đâu hả, tình người của tụi bay ở đâu hả, tao nói tụi bay như vậy đó. Rồi xong nè, tụi bay nhắm tụi bay làm nghề game thủ thì được bao nhiêu lâu? Đúng không? Có phí phạm thời gian của tụi bay không? Thanh xuân của tụi bay. Rồi bây giờ hết cái nghề game thủ thì tụi bay làm gì? Tụi bay không muốn được một lần chăng nào trong đời tụi bay có được một cái gì đó gọi là hả? Sao cứ vậy hoài vậy? Chơi thì lúc nào chơi chả được. Bây giờ mình cứ làm chơi, bây giờ mình công việc của mình làm tốt đi. Mình cống hiến đi, mình kiếm tiền đi. Rồi sau này mình nghĩ mình có tiền mình làm được cái gì đó. Có thể là làm streamer hay là cái gì đó chẳng hạn. Cái văn này là hình như là huấn luyện viên nào cũng nói nha. Hình như là huấn luyện viên nào cũng nói mọi người à. Cái văn này huấn luyện viên nào cũng nói cho mọi người nha. Không ai là không nói nha mọi người. Không phải là chữ ké mà là văn này văn mẫu rồi. Tôi nói ra xong cái mọi người coi, ví dụ như cái team nào mà làm behind the scene hay là cái gì đó mà team thua đó. Mọi người nghe lại là chắc chắn luôn, câu này câu cửa miệng của những huấn luyện viên.
lương tâm với nghề của mày đâu. Một tuần chuẩn bị cho tôi. Tiền tôi nói hoài mà, rồi tiền tôi đợt trước cũng có nói mà. Chứ giờ là mày làm vậy là làm sao tiền đặt niềm tin cho mày nữa. Tiền tôi nói với Trang vậy đó. Giờ này là cứ thiệp lời đánh. Đánh cứ phải chịu đựng những cái lỗi của mày hoài. Rồi với tao anh có bị chửi không? Không, sửa tao anh làm chụp mà hay dám chửi anh. Anh không chửi thì nói. Giờ chưa thế là đâu có người thay mày đâu. Giờ anh phải sử dụng mày thôi. Giờ là mày đặt trường hợp anh là mày muốn anh làm gì mày giờ. Tới đường cùng luôn rồi đó hả? Ví dụ một số hàng đi nó đánh hay giống như team này đi, có một số hàng team khác nó thiếu vị trí nó sẽ tìm. Nhưng mà tụi bay thằng video này mình giờ mày đó, giờ mày nghĩ đi, mày xong cái này rồi mày muốn đi team nào? Nhưng giả sử như anh không cần mày nữa, anh tìm một người tốt khác biết nghe lời hơn, biết sửa đổi hơn. Còn mày làm cái gì? Biết lắng nghe hơn, đánh đồng đội hơn. Rồi mày thấy đi về đâu? Đâu phải làm cái gì? Đánh thì nó có kỹ năng, nhưng mà em đánh dễ, em cứ dạy hoài là em không lên được. Đó, đó, Sương Hà tới rồi, Sương Hà tới rồi. Suy nghĩ nhiều lên, em đánh hay hay lên. Em để được mắt các bạn nhiều quá. Sương Hà tới rồi. Sương Hà mới kêu, ê, đi go, game này là lúc thích cho Phil ra nè. Xong thì chết, solo kêu. Rồi xong tiếp tục, đi ra cắn, đọc đội chưa trừ vị trí là người chết. Là sao vậy? Mà trên kia á, anh nhắc mày hoài sao anh nói em gì được? Sao anh nói em gì được? Cái góc nhìn của em là gì nè? Rồi anh nói lớn tiếng với em. Rồi được ra lâu la. Rồi cái không nói chứ không nên bị. Chứ giờ muốn anh làm gì? Giờ mình nói thì mình muốn anh làm gì? Không nói thì không sửa đổi. Nói thì hỏi nó nói nhiều. Nói nhiều tới vậy chịu rồi. Nói vậy chịu. Game thủ giờ nó vậy đó mọi người. Chán ghê chưa?